Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nga tăng cường tấn công, tiêu diệt hàng loạt vũ tải quân sự của Ukraine ở Sumy. Theo ghi nhận từ báo Tiền Phong, Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 8 công bố video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Iskander của nước này phá hủy bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T và trạm radar đa chức năng TRML-4D của Ukraine ở tỉnh Sumy. Tại khu vực định cư Senoye của vùng Sumy, bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T, trạm radar đa chức năng TRML-4D và nhiều khí tài quân sự khác của Ukraine đã bị phá hủy sau cuộc tấn công của lực lượng Nga bằng tên lửa Iskander, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Theo bộ này, trong 24 giờ qua, các lực lượng thuộc hạm đội Biển Đen của Nga cũng đã phá hủy hai xuồng tự sát của Hải quân Ukraine. Ngoài ra, các hệ thống phòng không Nga cũng phá hủy hai quả bom dẫn đường Hammer do Pháp cung cấp cho Ukraine, 10 tên lửa HIMARS và 35 máy bay không người lái. Cùng ngày, các lực lượng Nga phá hủy một máy bay cường kích Su-24 và 3 trực thăng của không quân Ukraine, bao gồm 2 máy bay Mi-8 và 1 máy bay Mi-17, 2 bệ phóng và 1 xe vận chuyển nạp đạn của hệ thống phóng tên lửa đa nòng HIMARS, 4 bệ phóng và 2 trạm radar AN/MPQ-65 của hệ thống tên lửa phòng không Patriot và 1 bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không C-125. Lực lượng Nga cũng tấn công 4 nhà kho chứa tên lửa cũng như các khu tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 157 khu vực. Nga vạch lằn ranh đỏ với Ukraine ở Kursk. Theo ghi nhận của báo Dân Trí, Nga tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ ngay lập tức và nếu Ukraine tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 8 cho biết, cơ quan này đang xem xét nghiêm túc các báo cáo về kế hoạch của Ukraine tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk và đổ lỗi cho Moscow. Nếu Kiev triển khai các kế hoạch tội phạm nhằm tạo ra thảm họa tại phần lục địa châu Âu này, gây ra ô nhiễm phóng xạ trên các vùng lãnh thổ rộng lớn, Nga sẽ đáp trả cứng rắn ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Dù không đưa ra thông tin chi tiết về khả năng trả đũa, nhưng Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh một kế hoạch tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ vi phạm quy định của Liên Hợp Quốc về chống khủng bố hạt nhân. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 90 km. Nhà máy này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một số khu vực lân cận, giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine ở vùng Kursk những ngày gần đây làm dấy lên lo ngại về sự an toàn hạt nhân. Trước đó, tối ngày 16 tháng 8, truyền thông Nga dẫn nguồn tin chưa xác định nói rằng Kiev đang có kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga và cả nhà máy điện hạt nhân ở vùng Zaporizhia, miền nam Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ cáo buộc. Sau gần 2 tuần kể từ khi đột kích vào vùng biên giới Kursk, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến sâu hơn 30 km và kiểm soát khu vực rộng khoảng 1.150 km2. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Saisky hôm 17 tháng 8 cho hay quân đội Ukraine tiếp tục củng cố các vị trí ở Kursk và bắt giữ thêm tù binh Nga. Giới chức Ukraine cũng nêu rõ cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga mà nhằm bảo vệ người dân ở các vùng biên giới Ukraine, buộc Nga phải chuyển nguồn lực khỏi chiến tuyến Donbass. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần này tuyên bố Moscow sẽ đáp trả thích đáng hành động khiêu khích nghiêm trọng của Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nhấn mạnh Moscow không có lý do gì để đàm phán với Kiev khi Ukraine tấn công dân thường ở biên giới Nga. Báo Washington Post dẫn nguồn thạo tin cũng cho hay cuộc đột kích đã làm trệch hướng các cuộc đàm phán bí mật do Qatar làm trung gian giữa Moscow và Kiev, vốn có thể mở đường cho một lệnh ngừng bắn một phần. Theo một nhà ngoại giao giấu tên, Nga và Ukraine đã có ý định cử phái đoàn đến Doha để đàm phán một thỏa thuận quan trọng nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Nga và Ukraine vào hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, khi Ukraine đột kích vào Kursk,
triển vọng cho cuộc đàm phán trực tiếp này trở nên mịt mờ. Nguồn tin của Washington Post cho biết phía Nga đã yêu cầu hoãn cuộc gặp, nhưng không hủy hoàn toàn mà chỉ nói họ cần thêm thời gian. Theo Washington Post, các cuộc đàm phán bí mật về chấm dứt tấn công cơ sở hạ tầng giữa Nga và Ukraine đã diễn ra khoảng 2 tháng qua. Một số người tham gia vào các cuộc thảo luận thậm chí còn hy vọng những trao đổi này có thể mở đường cho một thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Kiev dường như hoài nghi về các cuộc đàm phán, cho rằng tỷ lệ thành công chỉ khoảng 20%. Nga chặn đứng 12 tên lửa ATACMS, tuyên bố đẩy lùi 12 cuộc phản công của Ukraine. Theo ghi nhận từ báo Vietnamnet, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn chặn 12 tên lửa chiến thuật ATACMS do Ukraine dùng tấn công cầu kết nổi bán đảo Crimea với phần đất liền Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cả 12 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất đều bị phá hủy trong nỗ lực bắn chặn thành công của lực lượng phòng không địa phương tối 16 tháng 8. Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của nhà chức trách Nga thống kê. Trong tuần qua, Ukraine đã mất tới 3.825 binh sĩ trong khu vực hoạt động của nhóm chiến đấu dứt của Moscow. Trong các trận giao tranh với nhóm chiến đấu Tisen của Moscow, Kiev mất 3.195 quân và 4 xe tăng. Ước tính khoảng 3.450 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 6 xe tăng của họ bị phá hủy khi đụng độ với nhóm chiến đấu Zapad của Nga. Các lực lượng Moscow khẳng định đã đẩy lùi 12 cuộc phản công của Ukraine ở các khu vực tiền tuyến tại nước láng giềng, trong khi nhóm chiến đấu Sever đã ngăn chặn các đà tiến của đối phương trong nỗ lực đột kích vùng biên giới Kursk của Nga, khiến Kiev mất 2.766 binh sĩ. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, 57 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trong tuần qua và binh lính Nga đã giành thêm quyền kiểm soát khu định cư Sergeyevka ở vùng miền đông Donbass. Giới chức Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận trước các dữ liệu trên. Hiyori Tikji, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 17 tháng 8, đã bác bỏ cáo buộc của Moscow rằng Kiev có kế hoạch sử dụng bom bẩn hoặc nhắm tấn công các nhà máy điện hạt nhân. Theo báo Ravda của Ukraine, ông Tikji lên tiếng phản bác sau khi các cơ quan truyền thông Nga tối 16 tháng 8 đưa tin Kiev đang lên kế hoạch tấn công các nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporizhia bằng đầu đạn phóng xạ đã được vận chuyển đến làng Zhihoviti Vody ở làng Dnipropetrovsk. Một blogger quân sự của Nga sau đó cũng quả quyết lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tập kích bằng bom hạt nhân bẩn. Trong thông điệp mới đăng tải trên Twitter, ông Tikji tố ngược phía Nga đang đưa ra những lời tuyên truyền sai sự thật nhằm bôi nhọ Kiev. Ukraine không có ý định hay khả năng thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào như vậy. Nga cần phải chấm dứt loan truyền những điều dối trá nguy hiểm, người phát ngôn nhấn mạnh. Ukraine nêu lý do tấn công vào tỉnh biên giới Nga. Ghi nhận từ VN Express, Ukraine cho biết các lực lượng nước này tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga nhằm buộc Moscow phải đàm phán theo các điều khoản công bằng. Ukraine muốn đàm phán theo các điều khoản chúng tôi đưa ra. Chúng tôi hoàn toàn không có kế hoạch, cầu xin họ làm ơn hãy ngồi xuống đàm phán. Thay vào đó, chúng tôi đã chứng minh được tính hiệu quả của các biện pháp gây sức ép. Mikhailo Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đăng trên mạng xã hội X hôm 16 tháng 8. Theo ông Podolyak, Ukraine không quan tâm đến việc chiếm đóng Kursk. Nhưng ngoài các biện pháp kinh tế và ngoại giao, Kiev cần khiến Nga phải chịu những thất bại chiến thuật đáng kể. Ở Kursk, chúng ta có thể thấy rõ công cụ quân sự được sử dụng để buộc Nga tham gia tiến trình đàm phán công bằng, trợ lý Tổng thống Ukraine cho hay. Ukraine đã nhiều lần tuyên bố chỉ đàm phán khi Nga rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chỉ ngừng bắn nếu Ukraine rút khỏi 4 tỉnh Nga đã sáp nhập nhưng không kiểm soát hoàn toàn, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson. Nga hiện kiểm soát khoảng 18% diện tích lãnh thổ Ukraine. Sau 2 năm rưỡi giao tranh,
quân đội Ukraine sáng 6 tháng 8, điều binh sĩ cùng xe tăng thiết giáp tràn vào tỉnh Kursk của Nga, đánh dấu cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất kể từ tháng 2, 2022 và khiến hơn 120.000 người phải sơ tán. Kiev ngày 15 tháng 8 cho biết, lực lượng nước này đã kiểm soát 82 khu dân cư và 1.150 km2 ở tỉnh Kursk, lớn hơn diện tích lãnh thổ Nga chiếm giữ được ở Ukraine trong năm nay. Nga gọi chiến dịch của Ukraine ở Kursk là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết, tổn thất của Nga ở tỉnh Kursk rất hữu ích cho khả năng phòng thủ của Ukraine. Giới chuyên gia cũng nhận định một trong những mục tiêu của Kiev khi mở chiến dịch ở Kursk là phân tán lực lượng Nga ở mặt trận miền đông, qua đó giảm áp lực cho quân đội Ukraine tại đây. Tuy nhiên, kế hoạch này đến nay dường như không ảnh hưởng nhiều đến các trận chiến lớn hơn đang diễn ra ở mặt trận miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 16 tháng 8 cho biết lực lượng nước này đã giành thêm một ngôi làng ở gần thành phố chiến lược Porod do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Người đứng đầu chính quyền quân sự Porod, Sergei Dobrev, đã kêu gọi người dân sơ tán. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.